Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là Sóc Thủy, tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ APAS bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Sóc được nhiều người biết đến hơn thông qua chương trình Nhà đầu tư Sóc Thành, thương vụ bạc tỷ Việt Nam. Bắt tạm giam Sóc Thủy, tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ APAS Ngày 26 tháng 3, Bộ Công an họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác Công an quý 1 2024. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ chủ trì họp báo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ngày 24 tháng 3, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai người, Trước đó, ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị của Apas Holdings, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ Apas, ông Đặng Văn Hiền, trưởng ban quan hệ cổ Đồng công ty cổ phần đầu tư phân phối game. Hai bị can bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng điều tra thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đề nghị nhà đầu tư đến trình báo. Abart Leaders là chuỗi cung cấp dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hệ sinh thái group của Nguyễn Ngọc Thủy. Thời gian vừa qua, trung tâm Anh ngữ Abart Leader trên cả nước xảy ra lùm xùm liên quan đến vấn đề học phí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phía Abart Leader đã ba lần tổ chức đối thoại, gặp gỡ phụ huynh với mục đích xin lỗi, thông báo tái cấu trúc trung tâm và hoàn trả học phí. Trước đó, nhiều công dân trú tại thành phố Hà Nội đã ký đơn gửi lên Ban Sân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình báo và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục E Group và công ty cổ phần Đầu tư Phân phối Egame, địa chỉ nhà 25 t 1, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu sấy thành phố Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Các nguyên đơn cho biết họ có đơn tố cáo ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 226 tỷ đồng từ năm 2017 đến 2022 qua giới thiệu của bạn bè, người quen. Nhóm nguyên đơn được biết Sắc Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Air Group với mức lãi suất hấp dẫn 15% trên năm. Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống ảnh ngữ APAS, chương trình thương vụ bạc tỷ, Sắc Thành nên đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên đến vài trăm tỷ đồng. Ngoài A-Game, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn lập ra nhiều công ty con khác nhằm huy động vốn từ rất nhiều người dân, hòng chiếm đoạt tiền của họ như Ocean Group, apas Holding, Com, apas English, apas Leader. Các công ty này đã phát hành rất nhiều trái phiếu như trái phiếu AE Lô 1, Lô 2, trái phiếu IG Lô 1, Lô 2, trái phiếu Edo Infra trái phiếu hợp đồng hợp tác kinh doanh để huy động tiền nhưng đến giờ cũng không trả cho nhà đầu tư bất kỳ một khoản nào cả gốc và lãi. Trái phiếu có thời hạn trả 3 tháng trước một lần nhưng ông thủy không trả bất kỳ khoản tiền lãi nào cho các trái chủ theo hợp đồng đã ký kết. Có nhiều người dù chưa lấy được một đồng nào, nhưng công ty đã làm hợp đồng chuyển nhượng và thanh lý luôn hợp đồng đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số người đại diện cho các phụ huynh đòi lại học phí đã đóng cho các trung tâm Anh ngữ APAS Lido, nhưng còn vẫn chưa được học hoặc đang học giang sở cho biết. Đã nộp đơn tập thể với hơn 230 phụ huynh đến Sở Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy Tổng Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Abbas Leader với hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm Abbas Leader. Sắc Thủy bị phụ huynh đòi tiền Trước đó, Sắc Thủy liên tục bị nhà đầu tư và các phụ huynh chốt lỡ số tiền cho con theo học tại hệ thống Anh ngữ Abbas Leader đòi tiền bởi học phí đã đóng thế, nhưng chỉ học được vài buổi trung tâm đột nhiên ngừng học và trả mặt bằng. Điều này khiến cho các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Theo đó, hàng trăm bậc phụ huynh, dù đã đóng không ít tiền cho con theo học tiếng Anh tại APAS Lido của Sắc Thủy, thế nhưng một số học sinh đã học được một vài buổi, các học sinh còn lại chưa được học buổi nào, thì các trung tâm đóng cửa, trả mặt bằng và thông báo ngừng học. Các phụ huynh đã tìm mọi cách liên lạc với trung tâm nhưng không được. Số tiền mà các phụ huynh đã đóng cho APAS Lido gần 7,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại sau khi trừ đi các buổi học đã học là gần 6,5 tỷ đồng do công ty không có động thái giải quyết trả lại số tiền trên nên 133 phụ huynh đã có đơn tố cáo. Các phụ huynh cũng đã bàn giao 133 đơn tố cáo cấp ủy quyền và thống kê danh sách phụ huynh gửi đơn tố cáo bằng các bằng chứng như là phiếu thu, tin nhắn liên quan cho phòng cảnh sát hình sự. Trước sức ép, sáng 31 tháng 3, 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc điều hành Apacer đã có buổi đối thoại cùng đại diện một số nhóm phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đối thoại diễn ra khá căng thẳng và kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khi hai bên co kè từng ngày khi chốt thời gian hoan trả phí. Mở đầu buổi đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Thủy chia sẻ, khủng hoảng duy nhất của APAS là dòng tiền. Khoản kinh phí để mở cửa trở lại là của một số nhà đầu tư mới và họ yêu cầu chỉ để tái cấu trúc. Người đứng đầu vì Abbas như một người ốm nằm bẹp sàn, đang cố vực dậy nên không thể một đến hai tháng mà lột sắc ngay. Vì thế ông mong phụ huynh cho thời gian có thể xoay dòng tiền, vừa tái cấu trúc trung tâm, vừa kiểm soát hoàn trả học phí. Ông Thủy cho hay, tôi muốn trả lại tiền cho phụ huynh nhưng bắt buộc chúng tôi phải mở cửa để phụ huynh quay lại học, thì số phụ huynh muốn rút sẽ dừng ở số lượng ít. Chúng tôi mở cửa rồi mới quay lại giải quyết hoàn học phí cho phụ huynh. Nếu không mở lại được các trung tâm thì con số tiền nợ đó sẽ tăng lên rất nhanh và tôi sẽ không có cơ hội để trả lại cho bất cứ phụ huynh nào hay giúp tôi để tôi có thể tập trung vào để trả nợ. Bản chất chúng tôi cần thời gian. Sắc Thủy chủ động đưa ra phương án bắt đầu hoàn trả học phí từ tháng 4, 2024, nhưng tất cả phụ huynh họp đều không đồng ý. Nhiều phụ huynh tham gia cuộc họp cho biết không thể chờ đợi thêm việc tài cấu trúc của APAS và muốn hoàn học phí. Chị Minh Linh, có con theo học tại chi nhánh tên lửa, cho hay phụ huynh đã có sự chia sẻ trong thời gian qua khi APAS không đảm bảo về giáo trình, giáo viên. Thế nhưng khi APAS đóng cửa hàng loạt trung tâm, rơi bỏ phụ huynh, học sinh, hứa lên hẹn xuống thì niềm tin dần biến mất. Chị Linh cho hay, tôi đã đóng học phí 5 năm cho con nhưng vì Abbas biến mất quá lâu nên đã chuyển con đi học trung tâm khác. Bây giờ nguyện vọng của tôi là được xuất tiền thật sớm để đảm bảo cho con học hành. Phụ huynh Phạm Thị Minh ở quận Tân Bình chia sẻ khó khăn khi là mẹ đơn thân phải đi thuê trọ. Vay ngân hàng để đóng tiền cho con tại Abbas nhưng con không được tiếp thu kiến thức, bà Minh tha thiết mong được hoàn trả lại 50 triệu đồng để cho con đi học nơi khác. Sắc thủy, doanh nhân nổi tiếng không trải qua con đường đại học Ngay sau khi thông tin sắc thủy bị khởi tố bắt tạm giam được chia sẻ rầm rộ, đã có nhiều người không khỏi thắc mắc đặt ra câu hỏi sắc thủy là ai. Sắc thủy tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Theo giới thiệu, sắc thủy vẫn chưa hoàn thành chương trình đại học của mình. Ông bỏ ngang khi còn là sinh viên đại học và theo đuổi con đường lập nghiệp của mình từ khi còn rất trẻ. Năm 2017, ông được Inspire Asia bình chọn là một trong 14 doanh nhân xuất sắc nhất tại Việt Nam và được cho tặng giải thưởng Doanh nhân châu Á Thái Bình Dương (APEA). -E ông cũng từng là thành viên trong chương trình Sắc Thành Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình. Sắc Thủy thành lập nhiều tập đoàn như tập đoàn E Group, công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, tập đoàn Egame, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư E Capital, tập đoàn E Capital. Công ty cổ phần Apas English, tập đoàn Apas English. Sắc Thủy là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc với tỷ suất chiếm hữu 35% vốn điều lệ E Group, đồng thời còn nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tại các công ty như công ty cổ phần đầu tư và phân phối E Game, công ty E Game, công ty cổ phần đầu tư Apas Holding, công ty cổ phần Apas English. Ngoài hệ thống tập đoàn này, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Sắc Thủy còn thành lập nhiều trung tâm tiếng Anh Apas English, Apas Leader hàng chục trường mầm non Steam Garden, 11 viện trị liệu thẩm mỹ Jackson Beauty, 50 cửa hàng Soja Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS, chương trình giáo dục sống cho trẻ thời 4.0 và một trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế. Trong đó, một trong những công ty được coi là hoạt động hiệu quả nhất là công ty cổ phần đầu tư Apex Holding đã niêm yết trên sản chứng khoán HOSE mã IBC Kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đang sở hữu chuỗi thương hiệu trung tâm dạy tiếng Anh như APAS Holding, APAS Hiện nay, IBC đang có 3 công ty con là công ty cổ phần ảnh ngữ APAS, APAS English, công ty cổ phần phát triển giáo dục iGarden và công ty cổ phần trường liên cấp v Australia. Cùng 3 công ty liên kết là công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục, công ty cổ phần giáo dục tư duy và sáng tạo CMS, công ty cổ phần hạ tầng trường liên cấp STEAM sắc thủy từng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trước báo chí rằng ông có những bước đầu thành công với các lĩnh vực đầu tư giáo dục công nghệ thông tin và sức khỏe sắc thủy nhấn mạnh trước khi tôi quyết định tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rằng tôi thực sự muốn gì tôi đi làm thì ai tạo việc làm cho tôi và tôi quyết định chọn dừng lại việc học để kinh doanh vì biết mình không thể làm hai việc một lúc và cũng tự xác định rất rõ đam mê của mình nếu các bạn có đam mê Xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thách để thực hiện thì hãy chọn và hãy tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, năm 2023, Sắc Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm giáo dục Anh ngữ Apas Leader của ông Thủy cũng gặp phốt. Các phụ huynh của trung tâm này phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Hiện những lùm xùm xung, xung quanh sự việc sắc thủy bị khởi tố, bắt tạm giam vẫn đang khiến cho dư luận xôn xao. Các phụ huynh và nhà đầu tư đã xót tiền thì sống trong sự bất an, không biết đến khi nào mới lấy lại được tiền. Mọi thông tin liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!